Trưa ngày 11 tháng 6, Bộ Công an có thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Theo Bộ Công an, báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ việc trên xảy ra vào sáng sớm ngày 11 tháng 6. Tại địa bàn huyện Chư Quynh, xảy ra việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã E Tiêu và E Tua, làm chết và bị thương một số cán bộ xã, công an xã và người dân bộ công an đã chỉ đạo công an đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người trên bộ công an đề nghị người dân huyện chư quyên và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm người trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất